30 tuổi, cao 5 feet rưỡi, thích ca nhạc, mê video Thúy Nga, lương tháng 5.000, một đời vợ ba con, dẹp đi cha nội. 25 tuổi, kỹ sư, tánh tình vui vẻ, cởi mở, cao 5 feet. 56 tuổi, chủ ba cây xăng, hai dãy apartment, đã ba lần gian dở, cần kiếm một người dở gian để cùng nuôi chín đứa con. Cha này được, mẹ tôi gọi liền á. Morning. Morning. Nay có gì lạ không cô? Dạ không. Sao lạ hả? Cả năm nay văn phòng mình không có cái vụ kiện cáo nào lớn cả. Toàn là ba cái vụ di chúc, ly dị với lại sang nhượng bất động sản nó làm kiểu này chứ. Lụt nghề hết quá. Bởi vậy, kiếm tiền còm không hả? Lượm bạc cắt hoài, lương em còn chưa có kìa. Kiếm tiền sao mà khó vậy luật sư? Cái tiền là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng ở đây là không ai biết đến cái tài của luật sư Trần Trường Trình. Chứ còn ba cái giấy tờ vớ va vớ vẩn như vậy thì văn phòng nào mà làm cũng được. Đúng rồi, phụ tá pháp lý như em mà còn làm được, huống gì là luật sư. Hello, văn phòng luật sư Trần Trường Trị à? Dạ, à dạ có, ổng đang quẩn nè, ổng đâu có làm gì hết trơn á. À dạ, ông đợi một chút nha. Luật sư. À. Có chủ nhiệm tờ báo con nhộng hỏi luật sư về vấn đề quảng cáo văn phòng mình nè. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi. Ai mà gọi đến thì cô nói là tôi đang bận cãi ở tòa án. Cô ghi số phone rồi tôi gọi lại. Ai gọi đến mà cũng có mặt tôi ở đây, tức là người ta sẽ nghĩ là văn phòng mình bị ế, cô hiểu chưa? Hello, luật sư Trần Đình Trị nghe đây. Ồ, chào ông. Ồ, xin ông vào đề ngay cho nhé. Tại vì tôi phải đi ra tòa cãi ngay bây giờ. Sao? Ông nói sao? Không, không. Cái quảng cáo tôi viết như thế nào, ông đăng nguyên văn như vậy cho tôi. Không, không, không sửa đổi một chữ nào cả. Ông nghe này, luật sư Trần Trừng Trị, cựu thẩm phán tối cao Pháp viện. Không, không phải là tối cao Pháp viện ở Sài Gòn. Hồi đó là tôi hành nghề bên Campuchia. Thái tử Sihanouk có mời tôi làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhưng mà tôi từ chối. Vì mỗi lần mà đọc diễn văn bằng tiếng Miên thì nó... Nhưng mà thôi. À, ông nhớ nè, ông nhớ ông ghi cho tôi ở cái cuối trang quảng cáo đó là bất cứ ai ghé đến văn phòng luật sư Trần Trường Trị ra về đều được tặng một bàn chải đánh răng. Ok. À, cô coi lại dùm cái hồ sơ này cho tôi nhé. Hello, văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. Dạ, chúng tôi chuyên môn lo về thủ tục bồi thường tai nạn mà ông. Dạ, ông bị sao? Ông bị chó cắn hả? Ông muốn tới liền hả? Dạ, dạ không được. À, dạ luật sư của tôi đang bận cãi ngoài tòa đó. Nhưng mà, nè, tôi hỏi ông nè, ông bị chó lớn hay chó nhỏ cắn vậy? Hả? Chó lớn cắn thì mới sợ chứ, chó nhỏ cắn xong cắn lại nó. Mà nè, cái điều quan trọng tôi hỏi ông đó là con chó đó là con chó nhà giàu hay là nhà nghèo, mà chủ nhân của nó hành nghề gì? Hả? Lạnh que phe hả? Không dám đâu, dẹp đi cha nội. Trời đất ơi, con chó còn chưa biết có lại sân hôn nữa à. Nè nè nè, tôi nói cho ông nghe nha. Muốn mà kiếm tiền đó hả, mày muốn kiếm mấy con chó nhà giàu á, chọc nó cho nó cắn nghe chưa. Còn chó nhà nghèo á, còn mà bị chó nhà nghèo cắn thì ráng mà chịu. Ok. Mệt ghê vậy đó, gặp toàn cái thứ gì đâu không à. Lương nó không được lãnh rồi. Mà toàn là chuyện xui xẻo không à. Chán dễ sợ luôn á. Nữa, vụ gì nữa đây? Hello. Dạ, văn phòng luật sư Trần Trường Trị. À, ông Nam đó hả? Ông được tiền bồi thường rồi phải không? Ồ, chúc mừng ông nha. Dạ, ông nói sao? Ít quá hả? Tôi dẹp đi cha nội. Trời đất ơi, ông có bị đụng xe thiệt đâu mà tội cho nhiều. Bạn của ông lái xe rồi bị người ta tông vô. Ông vô tình ông đi ngang, ông chui đầu vô ông đòi nằm ké. Vậy mà văn phòng tôi còn đòi trong được 30.000, còn muốn cái gì nữa. Alo, luật sư Trần Trị đây. Ông nói sao?
À, ông muốn kiếm nhiều tiền hơn à? Tôi đề nghị ông thế này nha. Lần sau đó, ông kiếm xe vận tải nào trong nó thiệt là lớn đó, ông cho nó cán ngang qua đầu ông, rồi ông đến nó học. Đến văn phòng tôi sẽ đòi lại cho ông gấp 10 lần, ok? Cô coi, cô gọi cái người tên này, tại sao ký chết có 50 đồng mà không có tiền là sao? Nhá. Trời, thiệt là chán mà. 50 bạc mà cũng có tiền nữa, làm gì có lương. Bực mình à. Chào cô. À, chào bà. Thưa cô, hôm nay tôi có thể gặp luật sư được không cô? À, mời bà ngồi. Dạ, bà có hẹn trước không bà? À, không, nhưng mà thưa cô, tại có chuyện hơi gấp đó. Cô có thể cho tôi gặp riêng luật sư được không? Dạ, không giấu gì bà. Luật sư của tôi thì bận lắm. Nhưng mà thôi được, để tôi ráng giúp bà nha. Cảm ơn cô. Tôi coi lại cái schedule của ổng rồi tôi cho bà biết nha. Dạ, luật sư ơi, luật sư, làm gì ngủ hoài cha? Luật sư, có khách kìa. Có gì đâu? Dạ có khách. Chào bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị. Bà cần giúp gì? Thưa luật sư, tôi muốn làm đơn ly dị. Bà cho tôi biết cái hoàn cảnh của bà. Nếu mà hai bên cùng thỏa thuận ly dị đó, thì cái việc ly dị rất là đơn giản. Vâng. Chỉ cần bà và ông chồng bà ký tên vào đơn là xong. Dạ vâng. Còn nếu mà có tranh chấp tài sản đó, thì mới cần đến cái tài của tôi. Có phải là tài sản lớn chứ còn bà hưởng quay phe mà chia nhau có mỗi cái giường thì không cần tới cái tài của tôi. Thưa luật sư, chúng tôi không có tranh chấp gì cả. Tôi chỉ hy vọng luật sư làm sao làm cho chồng tôi cấp dưỡng cho tôi 4.000 mỗi tháng cho tôi nuôi con thôi luật sư. Bà muốn đòi bao nhiêu cái đó là tùy ý bà. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi đó, thì bà phải có lý do chính đáng và phải hợp lý lắm thì ra tòa bà mới được. Bây giờ bà cho tôi biết tại sao bà muốn ly dị. Thật ra luật sư, đâu phải tôi muốn ly dị mà là chồng tôi ông muốn ly dị. Như vậy ông có vợ bé à? Dạ không, tại vì thưa luật sư, không giống gì luật sư. Tuần trước chồng tôi đi làm về, bắt gặp tôi đang ôm một người khác. Bà ngoại tình. Bà bị bắt quả tang ngoại tình, nghĩa là bà có lỗi. Nhưng mà bà còn mở miệng ra bà đòi cấp dưỡng 1 tháng 4.000. Tôi nói thật bà nha, tôi mà bắt được vợ tôi đang ôm thằng khác, 1 đồng tôi cũng không cho. Hên là ông chưa gặp. Dạ thưa bà, để tôi nói cái này cho bà nghe nha. 4.000 đồng á, không phải là một số tiền nhỏ. Mà bên này còn phải trừ thuế nữa, bà hiểu chứ? Thì chồng của bà đó, ít nhất tối thiểu cũng phải làm lương 6.000 đồng. Nhưng mà tôi muốn hỏi bà là chồng bà làm nghề gì, lương mỗi tháng được bao nhiêu? Thưa bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị, một luật sư có lương tâm và trách nhiệm. Không phải bà cứ trả tiền cho tôi là tôi nhắm mắt tôi làm theo lời bà đâu. Cái nghề luật sư của chúng tôi là phải lấy đạo đức ra làm căn bản. Xin lỗi bà, đàn bà các bà nhiều khi đòi hỏi quá đáng mà không nghĩ gì đến cái sự đau khổ của đàn ông. Thôi được rồi, cô lấy giấy tờ ra, cô làm hồ sơ nhé. Cô ghi rõ những cái chi tiết cho, xong rồi tôi sẽ quay trở lại tôi bàn với bà ấy sau nhé. Luật sư dám giúp cho tôi được không luật sư? Cô nói chuyện với cô thư ký của tôi. Cảm ơn luật sư. Bà yên tâm, bây giờ tôi hỏi bà những câu hỏi thông thường ha. Dạ vâng. Chồng bà làm nghề gì và lương tháng được bao nhiêu? Thưa cô, chồng tôi không có lương tháng. Hả? Lại lãnh que phe nữa hả? Trời ơi, không dám đâu. Mệt quá à. Vậy mà bà dám đòi 4.000 đồng một tháng. Nghèo mà ham. Tôi nói thiệt với bà hả, đòi 4.000 đồng mà dễ như vậy hả, tôi mới mốt lấy chồng, tôi ly dị mẹ nó hết. Nhưng mà bây giờ chồng mà làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu, nói đại đi. Thưa cô, tôi chưa kịp nói hết. Chồng tôi không có lương vì chồng tôi là chủ hãng công ty. Thành ra chồng tôi là người phát lương cho người ta, chứ đâu có ai phát lương cho chồng tôi đâu. Ok, vậy bây giờ chồng bà tên gì, công ty nào,
À, chồng tôi tên là Vương Trùng Dương, chủ hãng công ty Lê Công. Bà mới nói gì? Chồng bà là Vương Trùng Dương ạ. Là Vương Trùng Dương, tổng giám đốc công ty Mekong Electronics đúng không? Đúng rồi. Báo chí năm rồi, cô nhớ không? Có đăng cái công ty của chồng bà là một cái công ty mà thành công nhất tại đây là đúng không? Dạ, báo chí có đăng đâu? Đây, có phải chồng bà là ông này không? Vương Trùng Dương đây đúng không? Luật sư, chồng tôi là ai tôi không biết sao? Và vì vậy tôi mới xin luật sư đòi cấp dưỡng cho tôi 4.000 đồng chứ. Trời ơi, tại sao mà bà không nói trước? Cô lấy cho tôi đi khám phát, mời bà Vương Trùng Dương nha. Dạ. À, đặt thao không? Cô ra, cô đóng cửa văn phòng lại luôn. Trên cái bảng lô luôn, bữa nay tôi không tiếp ai nhé. Dạ. Anh em, bà ăn sáng chưa? Tôi được hân hạnh mời bà ăn sáng nha. Thôi, cảm ơn luật sư tôi. Cô gọi nhà hàng Seafood Cô lấy cho tôi 2 dĩa tôm hùm với lại 50 con cua rang muối vậy đi. Thì cô cứ gọi đi. Chả mấy khi mà được tiếp chuyện nha bà. Tổng giám đốc công ty Mekong Electronics. Thưa bà, tôi thì rất thích đại diện cho những thân chủ giàu như bà. Là chỉ vì có những cái case lớn như thế này thì họ mới biết đến cái tài của Trần Trừng Trị này thôi. Bây giờ tôi mời bà cùng ăn sáng rồi tôi có chuyện muốn thưa với bà. Cảm ơn luật sư, tôi đã ăn sáng rồi. À, không sao, bà ăn sáng rồi thì bà ngồi nhìn tôi ăn cũng được mà, không sao. Tôi rước bà nhé, để rước bà vào văn phòng. Dạ, mời bà. Dạ, tôi chào bà, em đi nha. Chào cô. Dạ, em đi nha luật sư. Mẹ em nói tiền đi cho nổi. Thì cô ứng ra đi. Em đâu có lương đâu mà ứng. Đó người ta ghi sổ. Trời ơi, ghét ghi sổ gì đó. Rước bà ngồi nha, xin mời nha. Dạ. Bây giờ bà cho tôi biết những cái lý do đó, những cái chi tiết để tôi ghi vào hồ sơ để con mình ra tòa để còn chuyện để cãi mà. Ông chồng bà là Vương Trùng Dương. Dạ vâng. Yeah. Thưa luật sư, trước khi vào đề tôi hỏi, luật sư nhắm là mình có thể đòi được 4.000 không luật sư? Tại vì thú thật với luật sư, tôi quen sống như vậy rồi. Nếu mà không có tối thiểu là 4.000 thì tôi không biết mẹ con tôi phải sống làm sao luật sư. Tại sao lại chỉ có 4.000? Tôi nói cho bà nghe nha, tôi mới lo một cái vụ ly dị y hệt như cái vụ của bà. Ông chồng hắn ta đi bưng phở, về nhà bắt được vợ đang ngoại tình. Như thế mà ra tòa ông chồng phải cấp dưỡng với bà vợ 1 tháng đến 5.000, huống hồ chi là bà, vợ của Vương Trùng Dương. Tôi nói thật, ít nhất ông phải cấp dưỡng cho bà 1 tháng là 40.000. 40.000? 40.000 sao tôi tiêu hết được? Nhưng mà 40.000 nó là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi hỏi bà nha, bà có biết được cái tổng giá trị tài sản của ông chồng bà hiện giờ có là bao nhiêu không? Không. Bà không biết à? Tôi có bao giờ theo dõi công việc làm ăn của ông đâu. Chẳng bù cho con vợ của tôi. Bà biết không, tôi có 100 bạc để giấu dưới đầu giường. Vậy mà nó lật cái nệm lên nó moi ra nó lấy. Thật sao? Nhưng mà theo báo chí họ nói đó, thì là cái giá trị tài sản của ông chồng bà hiện giờ là khoảng 50 triệu đô la. Đó là chưa tính những đất đai, nhà cửa, xe cộ của chìm của nổi cũng phải khoảng 10 triệu nữa. Thì cộng chung lại là 60 triệu. Thì trong 60 triệu đó, một nửa sẽ là của bà, tức là 30 triệu. Không đúng đâu luật sư. Theo tôi hiểu đó thì tôi không được cái đồng nào cả. Tại vì chồng tôi đã giàu trước khi lấy tôi rồi. Lấy tôi về tôi không đóng góp một tí nào trong công việc của nhà tôi cả. Thưa bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị, một đời tranh đấu cho công bằng và lẽ phải, là những người đàn bà thấp cổ bé miệng như bà. Tôi sẽ đại diện cho bà trước tòa để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Bà đừng lo, bà không mất gì cả. Tôi đòi được bao nhiêu bà lấy hết bấy nhiêu. Bà chỉ trả cho tôi 50% tiền thù lao thôi. Thí dụ trong 30 triệu mà tôi đòi về cho bà thì bà chỉ trả cho tôi 15 triệu thôi. Còn lại bao nhiêu bà vợ hết. Trước pháp luật không ai có quyền được đụng đến số tiền đó của bà cả. Nhưng mà luật sư, như là tôi đã nói với luật sư đó, tôi đâu có đóng góp gì vào cái tài sản của chồng tôi đâu. Ông lấy tôi về tôi chỉ ở nhà chơi không mà, thì làm sao tòa lại cho tôi cái phần đó được. Trước khi lấy chồng, bà là một nữ sinh ngây thơ. Đâu phải là nữ sinh ngây thơ gì đâu. Nếu bà không là nữ sinh ngây thơ thì bà làm cái gì? Tôi đi tráng miếng xèo.
Nhưng mà luật sư à, tôi đã nói rồi, tôi không có gây dựng được một đồng nào trong cái tài sản của chồng tôi hết đó. Bà đừng bao giờ nói thế. Bà đóng góp trong cái tài sản của ông chồng bà nhiều lắm mà bà không biết đó thôi. Tôi hỏi bà nhé, ông chồng bà đi làm đúng không? Dạ. Bà ở nhà, bà lo tất cả những công việc trong nhà. Những công việc tề gia nội trợ ở trong nhà là những công việc không tên. Nó vô cùng nặng nhọc, nó vô cùng vất vả mà chỉ có một mình bà gánh chịu. Cũng không hẳn nữa luật sư. Chồng tôi có đi làm thật nhưng mà lúc nào ông cũng thuê 3-4 người giúp việc cho tôi hết á. Thực sự nếu mà nói công việc ở nhà làm thì tôi chỉ có hát karaoke với đánh tứ sắc à. Bây giờ tôi hỏi bà câu này nha. Bà lấy chồng năm bà bao nhiêu tuổi và bà ở với ông chồng bà được bao lâu rồi? Năm khoảng 19-20 đến nay khoảng 10 năm rồi. Đó, bà thấy chưa? 10 năm dài đằng đẵng. 10 năm là một cái khoảng thời gian dài thăm thẳm. Bà biết người Mỹ họ có câu time is money. Time is money. Time là thời gian, money là tiền. Đúng. Như vậy mà bà đã bỏ phí 10 năm của cái cuộc đời thanh xuân của bà mà để bà ở bên cạnh một ông chồng bà không thương không yêu. Không, tôi yêu chồng tôi lắm luật sư. Chỉ tại vì lần này bị ông bắt quả tang nên tôi đành phải. Bà ơi, nhân vô thập toàn, đời người mà ai không có một lần lầm lỡ. Dạ, không phải một lần lầm lỡ mà là 9 lần. Má, 9 lần ông bắt tôi quả tang ôm người khác, 9 lần ông mới đòi ly dị chứ. Luật sư nghĩ luật sư có thể giúp tôi được không? Bây giờ bà cho tôi hỏi câu này. Cái câu hỏi này nó có tính chất riêng tư một chút thôi, nhưng mà cũng không ngoài cái mục đích là tôi muốn giúp cho bà. Yeah. Nha. Yeah. Thế khi mà bà bị bắt quả tang đó, khi mà bà bị bắt quả tang, bà ngoại tình đó, thì bà có mặc cái gì không? Mặc cái gì trên người không? Hay là bà sexy 100% luôn? Chứ hỏi gì kỳ cục vậy? Không, tôi đã thưa với bà trước rồi. Cái câu hỏi này nó có phần tế nhị nhưng cũng không ngoài cái mục đích là tôi muốn giúp cho bà. Thì tôi cũng mặc sơ sơ. Mặc sơ sơ là mặc là sao? Phần dưới còn, phần dưới còn. Tức là còn cái quần. Dạ, còn cái quần. Ôi trời, may quá, may quá. Như thế thì may quá. Đây, bà. Tôi đọc cho bà nghe nhé. Dạ. Theo cái tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Dạ. Thì hễ người đàn bà nào bị bắt vì tội đang ngoại tình mà còn mặc quần, bà nhớ còn, tôi còn ngoại tình. Vâng. Bị bắt. Vâng. Mà còn mặc quần thì dẫu ra tòa cũng được hưởng án giảm khinh. Ôi, nếu vậy thì may quá, tôi nhanh tay vơ cái quần liền đó luật sư. Thôi là chết cả lũ rồi đó. Nhưng mà có ai thấy không? Không lúc đó mặc vào rồi. Rồi thế thì bà đừng có khai nhé. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, cái chuyện đó để tôi sẽ lo cho bà. Bây giờ tôi hỏi bà, tại sao bà ngoại tình bà biết không? Cái đó mà do lỗi ở bà, mà lỗi là lỗi ở chồng bà. Chồng tôi làm cái gì có lỗi? Cái lỗi của ông chồng bà lớn lắm chứ. Cái lỗi của ông chồng bà đó là chỉ biết hàng ngày cắm đầu cắm cổ đi làm kiếm tiền mang về mà không để ý đến bà. Bà là một nạn nhân đau đớn. Bà bị giam hãm trong 4 bức tường của một nhà tù êm ái, bà biết không? Và chính vì vậy, bà mới phải gạt nước mắt để đi ôm người khác. Chồng bà, chính chồng bà, chồng bà là thủ phạm đã đẩy bà vào vòng tay kẻ lạ. Mà không phải vòng tay kẻ lạ. Nếu không phải vòng tay kẻ lạ thì là ai? Tài xế của ông. Là tài xế. Là thằng tài xế. Như thế thì lỗi của chồng bà lại còn càng lớn hơn nữa. Bà nhan sắc như thế này mà phải hạ mình xuống một thằng tài xế, ít nhất bà phải ôm một thằng như tôi. Tôi nhắc lại, bà nhớ những cái chi tiết này để khai. Bây giờ tôi hỏi bà nhé, trước khi bà lấy chồng, tôi tin chắc là bà trẻ đẹp hơn bây giờ, đúng không? Đó là tất nhiên rồi, 10 năm rồi, ai mà chống lại được thời gian. Bà lại lầm nữa. Không có ai mà nói thời gian nó làm cho mình tàn phai nhan sắc.
Nếu bà không tin tôi, đây này, bà soi gương bà nhìn lại bà đi. Bà nhìn lại bà đi. Vì sao mà bà ra nông nỗi này? Có phải chăng là vì cái cuộc sống tẻ nhạt ở trong một cái căn biệt thự lộng lẫy nó đã giết chết dần chết mòn cái tuổi thơ của bà không? Chồng bà, chồng bà phải trả lại những sự thiệt hại đó cho bà, ít nhất cũng phải vài chục triệu. Mà luật sư à, chồng tôi lấy tôi về, mua biệt thự cho tôi ở, lại 3-4 người làm giúp việc trong nhà, đi đâu xe limousine đưa rước tài xế. Như vậy mà luật sư nói là sống trong tù thì cái tòa nào tin được. Thôi luật sư, tôi chỉ mong được 4.000 đồng là tôi mừng lắm rồi. Bà đòi ít thế thì tôi sơ mối mẹ gì rồi. Không, nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà này. Cái ngày sinh nhật của bà đó, ông chồng bà có mua quà gì tặng cho bà không? Không những mà ngày sinh nhật nè, ngày Valentine là kỷ niệm đám cưới, lúc nào là ông không bao giờ quên là tặng hoa nè, rồi thêm những món quà đắt giá lắm. Giả dối, giả dối. Những cái thứ đó hoàn toàn là giả dối. Những cái thứ đó không phải là do lòng tốt của ông chồng bà đâu, mà những cái thứ đó chỉ là một cái âm mưu đen tối, là một cái âm mưu để làm cho bà cố tình quên đi cái cuộc sống buồn tẻ, làm cho bà cố tình quên đi cái sự đau đớn của phận giàu. Đau đớn đúng, cho bà quên đi cái sự đau đớn của phận giàu như tiếng chim hót trong lòng mà thôi. Bà an tâm, trong cái vụ này tôi sẽ quên ăn quên ngủ, tôi chịu thiệt để tôi lo cho bà. Mặc dù là trong cái số tiền mà tôi đòi về được cho bà chỉ trả cho tôi có 50% thôi. Luật sư à, thật tình mà nói đấy, tôi thấy trong cái vụ này tôi hoàn toàn có lỗi luật sư à. Tôi áy náy lắm. Tôi thôi, 4.000 đồng là đủ rồi luật sư. Bà không nghĩ đến bà thì bà phải nghĩ đến con bà chứ. Là vì sau khi ly dị rồi, bà phải nuôi con ông ta suốt đời. Không phải con ông. Là con thằng tài xế. Bạn thằng tài xế. Có gì ngạc nhiên thôi, ngoại tình 9-10 lần là đâu biết con nào. Luật sư lẩm bẩm gì đó. À không, tôi hỏi bà là Vương Dùng Dương có biết cái chuyện này không? Không, ông hoàn toàn vô tư. Bà chớ có dạy bà khai ra nhé. Giống như tôi là con riêng, 2-3 đứa ngu gì người ta. Thế sau khi ly dị đó, bà cố gắng sau này nó không trở thành một luật sư trần trừng trị như tôi thì ít ra nó cũng phải là kỹ sư hoặc là... Luật sư à, thật ra tôi nghĩ tôi rất là ân hận. Chồng tôi là một người rất đứng đắn, thật sự rất tốt, tử tế với tôi. Ông đã bắt gặp tôi bao nhiêu lần, lần nào ông cũng quyết định ông thả cho tôi. Lần này tôi năn nỉ lắm mà ông không chịu tha, ông đuổi tôi mới phải đành đi. Chứ không thì tôi cũng đâu có muốn bỏ ông. Tôi thì luật sư, kiếm cho tôi được 4.000 là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đuổi là phải rồi, sớm rồi đừng bỏ mà. Cô nói cái gì? Dạ chị, bây giờ nha, chị cho phép em nói chuyện với chị một cách thân mật nha. Em nói cho chị nghe nè, chưa chắc chồng chị là một người đàn ông tử tế, làm việc đầu tắt mặt tối vậy chứ có vợ bé ngoài sao chị biết được. Đây nè, cha này nè, cắm đầu làm việc suốt ngày vậy chứ lâu lâu cũng nén rủ em đi chơi. Vợ ở nhà đâu có biết đâu, chị thấy không? Thì cha này gian ra mặt rồi mà. Chị nghe lời em đi, ly dị đi mà, ôm vài chục triệu bạc xài cho nó sướng. Tất nhiên là phải ly dị rồi, kỳ này ông đâu có tha cho nữa đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn 4.000 thôi. Ấy, ờ, tôi Trần Trường Trị. Ừ, Vương Trùng Dương. Ờ, xin lỗi. Alo. Vâng, tôi đây. Ở chuyện đó sao là không nói thẳng với thư ký của tôi? Vâng, dứt khoát final offer của tôi là 15 triệu. Một đồng hơn cũng không được. Vâng, nếu anh đồng ý thì làm hợp đồng, rồi 8 giờ sáng mai đem qua văn phòng của tôi giao cho thư ký là xong. Ok, bye.
Em đã 9 lần anh bắt quả tang em ngoại tình thì thôi, 9 bỏ lòng người, anh tha cho em một lần nữa. Cảm ơn anh. Nhưng lần thứ 10 mà anh còn bắt gặp em với thằng tài xế thì anh sẽ giảm lương nó ngay. Anh sao anh không đuổi nó đi đi anh? Đuổi thế nào được, cô có biết là thằng đó lái xe giỏi lắm, giỏi còn hơn cơ nữa cơ mà. Anh, ông này nè, ông nói đâu phải hoàn toàn lỗi em đâu. Em ngoại tình cũng là anh ham làm, mới đẩy em vào vòng tay người quen đấy chứ. Ôi, cái chuyện đó là nghề nghiệp của ông ta mà. Tôi, trên chương trình, xin hân hạnh được gặp ông, xin phép một phút nha. Tôi nói cho ông nghe, vợ ông đã cắm sừng lên đầu ông 9-10 lần. Như vậy ông không chịu ly dị. Đàn ông không thể nào nhịn nhục như vậy được. Thôi, luật sư Trần Trường Trị một đời tranh đấu cho đàn ông quyết tâm chống lại mấy cái mụ cà chớn này. Ông cứ đưa ra tòa, tôi sẽ đại diện cho ông. Đưa ra tòa ly dị không cho một đồng nào luôn. Ông nhớ một điều, đàn bà mà đã ngoại tình cho dù chỉ làm một lần tôi phải tống cổ ra khỏi nhà ngay. Quan, sở dĩ tôi không ly dị là tại vì luật sư các ông ăn nhiều quá. Này, tôi nói thật với ông biết nhé, nếu mà các ông chỉ ăn 1-2% thôi thì tôi ly dị lâu rồi. Thôi về. Thôi mình đi về em, con nó đang đợi. Nhưng mà em nhớ nhé, lần sau sanh con da nó không đen, anh ly dị em ngay. Dạ, thưa hai ông bà triệu phú. Dạ, mỗi người một cây. Có ly dị đâu mà tặng quà.